lại với chương trình Hot News với MC Khánh Linh. Thưa quý vị, một ngày nữa lại bắt đầu công việc của tuần mới rồi thưa quý vị. Hôm nay là ngày thứ 2 năm Tây tháng 10 2020 thưa quý vị. Và chúng ta còn vỏn vẹn ít hơn một tháng nữa thôi là đến ngày bầu cử tổng thống rồi quý vị. Và công nhận là mọi thứ trở nên phức tạp hơn thưa quý vị và căng thẳng hơn khi mà Tổng thống Trump đã được xác minh là ông ta đã bị dương tính với COVID-19. Và đối thủ của ông là ông Joe Biden cho cái chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ cũng làm cho mọi người cảm thấy là đảo lộn hơn vì ông đang dẫn đầu trước ông Tổng thống Trump. Và ngày hôm nay Khánh Linh sẽ chia sẻ những tin đó trong chương trình Hot News với MC Khánh Linh quý vị nhé. Còn bây giờ Khánh Linh xin mời quý vị cùng đến với chương trình Hot News với MC Khánh Linh, bản tin vào ngày 5 Tây tháng 10 2020. Thưa quý vị, bản tin chính của chúng ta trong ngày hôm nay với những tin chính như sau. Tổng thống Trump rời bệnh viện chào hỏi người ủng hộ. Biden dẫn trước ông Trump 8 điểm. Chương trình học online phân biệt chủng tộc. Ứng cử viên North Carolina gửi tin nhắn tình dục. Phụ nữ Texas trả 3.8 triệu đô la vì bán hàng eBay. Người Canada hoàn trả 830.000 đô vì phúc lợi đại dịch nhận sai. Ai sẽ được tiêm vaccine trước ở Canada? Nhà sản xuất chip Trung Quốc bị Mỹ chế tài. Thành viên đảng Cộng sản bị cấm nhập cư ở Hoa Kỳ. Ai Cập mở nắp quan tài 2.600 tuổi. Ma túy ngụy trang trong nước xoài. Sài Gòn sát nhập quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Và sau đây là những thông tin chi tiết với MC Khánh Linh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay, ông Trump rời bệnh viện để vẫy tay với những người ủng hộ bên ngoài. Tổng thống Donald Trump, người đã nhập viện vì coronavirus tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed kể từ thứ Sáu, đã lên xe vào tối Chủ nhật cùng với các thành viên mật vụ và lái xe quanh cơ sở, vẫy tay chào những người ủng hộ tập trung bên ngoài. Ông Trump ngồi ở phía sau chiếc SUV, đeo khẩu trang vải đen. Có ít nhất hai nhân viên mật vụ trước mặt ông ta và cả hai đều đeo mặt nạ N95. Theo báo cáo của The New York Times cho hay, vẫn chưa rõ liệu cái vách ngăn trong xe, điều này sẽ giúp tăng cường khả năng bảo vệ cho những người ngồi bên trong không bị nhiễm virus. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Judge Deer cho biết, quyết định rời bệnh viện và lái xe vòng quanh của Tổng thống Trump đến vào phút cuối, và các phóng viên xác nhận rằng họ không được thông báo trước. Các quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết sau cuộc vui của mình, ông Trump đã trở lại phòng bệnh viện của mình và các bác sĩ của Trump đã gửi những thông điệp về tình trạng của ông. Kể từ Chủ nhật, thì các bác sĩ cho biết ông Trump đã nhận được oxy bổ sung ít nhất một lần sau khi lượng oxy trong máu của ông giảm xuống. Và ông cũng đã được nhận dexamethasone, một loại steroid thường được tiêm cho bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng. Họ cũng cho biết ông Trump đang làm tốt và họ hy vọng ông sẽ được xuất viện vào ngày thứ Hai. Thưa quý vị, nói Tổng thống Trump thì chúng ta phải nói đến ông Biden. Đây là một người ứng cử viên cho chức Tổng thống vào tháng 11 này, thưa quý vị. Ông Biden mở rộng dẫn đến 8 điểm khi cử tri đổ lỗi cho Trump về sự bất cẩn COVID-19 và cuộc tranh luận hỗn loạn. Theo một cuộc thăm dò mới đây của Yahoo News, YouGov, được tiến hành ngay trước và sau khi Tổng thống Trump tiết lộ chẩn đoán COVID-19 của mình, thì ông Joe Biden đã cải thiện vị trí dẫn đầu của mình trong cuộc bầu cử năm 2020 với màn trình diễn điềm đạm hơn trong cuộc tranh luận hôm thứ Ba tuần trước. Ông đã duy trì sự dẫn đầu đó khi một loạt các ca nhiễm coronavirus mới bắt đầu xuất hiện trong Tòa Bạch Ốc, càng ngày càng suy giảm niềm tin của cử tri vào việc Tổng thống xử lý đại dịch. Cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 2 tháng 10 cho thấy ông Biden dẫn trước 8 điểm, từ 48% đến 40%, sau khi dẫn trước Trump 5 điểm 45 đến 40%. Trong cuộc thăm dò trước đó của Yahoo News YouGov, trong cuộc tranh luận được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 tại Cleveland đã có tạo ra được sự khác biệt. Thưa quý vị, chương trình học trực tuyến có nội dung phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính. Tin từ thông tấn xã AP, John Tim Tim không nghĩ rằng sẽ an toàn cho đứa con gái lớp 8 của mình khi trực tiếp trở lại trường trong đại dịch coronavirus, nhưng cũng không muốn con tiếp xúc với một chương trình học từ xa đã viết sai chính tả và phát âm sai tên của nữ hoàng
Lili Okalani, vị vua cuối cùng cai trị vương quốc Hawaii. Con gái của Tim Tim là người Hawaii bản địa và nói tiếng Hawaii trôi chảy. Vì vậy, để thấy rằng sự thiếu chính xác về mặt lịch sử của người Hawaii đã thực sự gây khó chịu. Cô nói, ngay cả trước khi năm học bắt đầu thì Tim Tim cho biết cô đã nghe từ các phụ huynh khác về nội dung phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và các nội dung liên quan khác trên Acellus, một chương trình trực tuyến mà một số học sinh sử dụng để học ở nhà. Một số người cũng nói rằng chương trình không nghiêm ngặt như nó đã phải được. Khi cha mẹ giúp con cái của họ điều hướng các lớp học từ xa, chúng nhận thức rõ hơn về những gì đang được dạy, và nó thường không chỉ đến lớp từ hệ thống app Zoom. Một số trường đã chuyển sang các chương trình như Acellus để bổ sung các lớp học trực tuyến của giáo viên, trong khi những trường khác sử dụng chương trình này cho những học sinh chọn học tại nhà khi các cơ sở mở cửa trở lại. Theo công ty thì hàng ngàn trường học trên toàn quốc sử dụng Acellus và những phàn nàn của phụ huynh đang khiến một số học khu phải xem xét lại hoặc ngưng sử dụng chương trình này. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo, ứng cử viên Thượng viện Đảng Dân Chủ ở North Carolina thừa nhận đã gửi tin nhắn tình dục cho chiến lược gia. Kyle Cunningham, ứng cử viên Đảng Dân Chủ cho Thượng viện Hoa Kỳ của North Carolina, thừa nhận đã gửi tin nhắn văn bản tình dục cho một chiến lược gia California, không phải là vợ của mình, nhưng ông nói rằng ông sẽ không bỏ cuộc đua. Cunningham đã xin lỗi vào cuối ngày thứ Sáu trong một tuyên bố được nhiều hãng tin tức đưa tin. Các tin nhắn văn bản được gửi cho một chiến lược gia quan hệ công chúng, Arlene Guzman Todd, lần đầu tiên được NationalLife.com tiết lộ. Tôi đã làm tổn thương gia đình của mình, làm bạn bè thất vọng và vô cùng xin lỗi. Bước đầu tiên trong việc sửa chữa những mối quan hệ đó là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cunningham nói trong một tuyên bố, Cunningham hiện tại đã kết hôn với hai con và Guzman Todd cũng đã kết hôn. Bản tin cuối cùng trong phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, một phụ nữ Texas phải trả 3.8 triệu đô la vì bán hàng ăn cắp trên eBay trong 19 năm. Theo báo Business Insider, Bộ Tư pháp cho biết một phụ nữ Texas sẽ phải ngồi tù và phải bồi thường 3.8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại vì bán hàng hiệu trên eBay trong 19 năm. Kim Richardson, một cư dân ở Dallas 63 tuổi, đã tham gia vào một đường dây trộm cắp giữa các tiểu bang trị giá hàng triệu đô la, kéo dài từ tháng 8 năm 2000 đến tháng 4 2019. Theo một thông cáo báo chí mới đây, vào thời điểm đó thì các nhà điều tra liên bang cho biết cô đi du lịch vòng quanh Hoa Kỳ và mua sắm những món hàng mà sau đó cô đã bán trực tiếp cho khách hàng trên eBay. Cô ấy đã sử dụng các công cụ trộm cắp để vô hiệu hóa các thiết bị an ninh và sẽ thoát ra khỏi cửa hàng bằng cách đặt hàng hóa bị đánh cắp vào một chiếc túi lớn màu đen mà cô ấy mang theo. Richardson đã hỗ trợ bán các mặt hàng trên Internet cũng như đóng gói và gửi các mặt hàng bị đánh cắp qua đường bưu điện. Tổng cộng khoảng 3.8 triệu đô la đã được gửi đến 4 tài khoản PayPal được liên kết với Richardson từ người mua trong suốt 19 năm. Kim Richardson đã nhận tội vào tháng 12 và hôm thứ Năm vừa qua đã bị yêu cầu thụ án 54 tháng trong nhà tù liên bang. Mở đầu bản tin Canada cho hay người Canada đã phải trả 830.000 khoản thanh toán phúc lợi đại dịch. Người dân Canada đã hoàn trả hơn 830.000 đô la Canada khoản trợ cấp khẩn cấp COVID-19 mà họ không được hưởng. Một số liệu thống kê phản ánh sự nhầm lẫn hàng loạt đối với các chương trình liên bang được theo dõi nhanh. Các số liệu cơ quan doanh thu Canada, gọi tắt là CRA, cung cấp cho CBC News bao gồm các khoản hoàn trả từ những người nhận phúc lợi, ứng phó khẩn cấp Canada, gọi tắt là CERB, và trợ cấp khẩn cấp dành cho sinh viên Canada, gọi tắt là CESP. Nghị sĩ đảng bảo thủ và nhà phê bình doanh thu quốc gia là Philip Lawrence cho biết, ông đổ lỗi cho việc chính phủ liên bang không giải thích được các chương trình phúc lợi cho người dân Canada. Có nhiều lý do khác nhau khiến việc hoàn trả tự nguyện được thực hiện. Nếu người nộp đơn đăng ký nhầm khoản thanh toán CERB từ cả Service Canada và CRA trong cùng một khoảng thời gian, nếu người nộp đơn sau đó nhận ra rằng họ không đủ điều kiện nhận quyền lợi, hoặc nếu một người nộp đơn đã trở lại làm việc sớm hơn dự kiến, Christopher Doody, người phát ngôn của CRA, cho biết trong một email. Thưa quý vị, trong khi Canada đã đăng ký mua rất là nhiều những cái liều vaccine từ khắp nơi trên thế giới cũng như từ các công ty lớn, người ta vẫn đang đắn đo là ai sẽ là người được tiêm đầu tiên
Và vì cái số lượng không đủ vaccine hiện tại thì người ta cũng đang rất là muốn biết ai sẽ là người đầu tiên sẽ được tiêm những cái vaccine đó. Theo từ CBC của Canada, rất có thể bạn sẽ không phải là một trong những người đầu tiên nhận vaccine COVID-19 ở Canada. Mặc dù Canada hiện đã ký hợp đồng với 6 công ty dược phẩm để mua từ 20 đến 72 triệu liều vaccine cho mỗi công ty, không có gì đảm bảo bất kỳ hoặc tất cả sẽ có hiệu quả. Và nếu có một phương pháp tiêm chủng an toàn và hiệu quả, người Canada khó có thể nhận được tất cả các liều lượng cần thiết trong một chuyến hàng. Có hơn 7 tỷ người trên thế giới, và Canada chắc chắn không phải là quốc gia duy nhất đặt hàng trước khi có vaccine. Mặc dù chính phủ liên bang đã mua đủ kim và lọ để mỗi người Canada được tiêm 2 lần, nhưng bản thân loại thuốc này sẽ mất thời gian để được sản xuất và phân phối. Một trong những cân nhắc chính là tập trung vào các nhóm rủi ro cao nhất. Điều này sẽ bao gồm các nhóm có nhiều khả năng có kết quả nghiêm trọng với COVID-19, chẳng hạn như dân số già hơn hoặc nhóm có tình trạng y tế cụ thể. Rafferty lập luận rằng những người lao động thiết yếu bên ngoài lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những người làm việc ở những nơi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao, sẽ có khả năng tiếp theo trong danh sách. Ví dụ, nhóm này có thể bao gồm giáo viên, nhân viên xã hội, nhân viên siêu thị hoặc đầu bếp. Quản lý hàng chục triệu lượt tiêm chủng sẽ là một nhiệm vụ y tế công cộng lớn, mặc dù Canada sẽ không đơn độc đối với những thách thức này. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho hay nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc xác nhận bị Mỹ chế tài. Luật trừng phạt của Mỹ lên SMIC đã chính thức có hiệu lực. Vào tối ngày 4 tháng 10, thì SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc, đã đưa ra một thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, tiết lộ rằng lệnh cấm xuất khẩu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với công ty này là hoàn toàn chính xác. Và theo thông báo do SMIC đưa ra, công ty đã phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Các nhà cung cấp xuất khẩu một số thiết bị, phụ kiện và nguyên vật liệu của Hoa Kỳ cho SMIC cần phải xin giấy phép xuất khẩu. SMIC đã tiến hành trao đổi sơ bộ với Cục An ninh và Công nghiệp BIS thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về vấn đề lệnh cấm và sẽ tiếp tục tích cực trao đổi với Hoa Kỳ về vấn đề này. Công ty sẽ đưa ra thông báo về tác động của lệnh cấm trong tương lai. Thông tin về lệnh trừng phạt của SMIC lần đầu tiên được đưa tin trên các phương tiện truyền thông nước ngoài vào ngày 27 tháng 9 đã thu hút sự quan tâm lớn của giới quan sát hải ngoại. Về vấn đề này thì SMIC từng tuyên bố chưa nhận được thông báo từ phía Mỹ và đã im lặng trước các tuyên bố liên quan trong nhiều ngày liền. Cũng có một số phương tiện truyền thông Trung Quốc cho rằng lệnh trừng phạt của SMIC chỉ là thông tin giả. Vào giữa tháng 9 thì sau khi Huawei, công ty có quan hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc, đã bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt thì giới công nghiệp bắt đầu chú ý đến việc liệu sản xuất chip của SMIC có thể đáp ứng nhu cầu của Huawei hay không. Sau đó thì SMIC cũng được liệt kê vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Vì SMIC cần sử dụng công nghệ của Mỹ trong quá trình sản xuất chip, nên lệnh cấm liên quan rõ ràng là ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất của SMIC. Thưa quý vị, và sau đây là một bản tin dành cho tất cả các nước đang còn cái chế độ cộng sản, đó là thành viên các đảng chính trị bị Hoa Kỳ chính thức cấm nhập cư. Thứ Sáu ngày 2 tháng 10 thì theo giờ địa phương thì Sở Di trú của Hoa Kỳ là USCIS đã chính thức ban hành quy định cấm các đảng viên cộng sản xin nhập cư hoặc xin quy chế thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Dự luật lần đầu tiên được thông tin tới công chúng cách đây hơn 2 tháng, nhưng không có mốc thời gian bắt đầu có hiệu lực nào đi kèm. Thứ Sáu tuần vừa qua, lệnh cấm liên quan được thực hiện ngay sau khi ban hành. Thông báo nêu rõ danh tính của các thành viên đảng Cộng sản và các đảng chính trị toàn trị khác không phù hợp với lời tuyên thệ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, cũng như không thể đảm bảo sự ủng hộ và bảo vệ của hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ. USCIS chỉ ra rằng trừ khi được miễn trừ, nếu không thì bất kỳ đảng viên của đảng Cộng sản nào có ý định nhập cư vào Hoa Kỳ đều không được phép. Điều này sẽ ngăn cản các thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc có được thẻ xanh hoặc nhập cư vào Hoa Kỳ. Theo một báo cáo trên trang web của Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu về thoái đảng vào ngày 18 tháng 7, sau khi các đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc thoái xuất khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc, họ có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ, lấy thẻ xanh hoặc trở thành công dân Hoa Kỳ, miễn là họ xuất trình được giấy chứng nhận thoái xuất. Báo cáo trích dẫn các điều khoản của luật nhập cư Hoa Kỳ quy định rằng những người nhập cư xin quốc tịch Mỹ che giấu tình trạng của đảng viên của họ.
Nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng cách lừa dối và trở thành công dân Hoa Kỳ, nếu được báo cáo và xác minh là đúng, sẽ không chỉ bị hủy thẻ xanh bất kỳ lúc nào mà còn bị trục xuất. Thưa quý vị, một bản tin từ Ai Cập. Ai Cập mở nóc quan tài chứa xác ướp 2.600 năm tuổi. Khalid Anani, Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập hôm ngày 3 tháng 10 thông báo, các nhà khảo cổ đã khai quật hàng chục quan tài ở nghĩa trang Saqqara, phía nam của Cairo. Ít nhất là 59 quan tài, phần lớn chứa xác ướp được chôn trong ba giếng sâu cách đây hơn 2.600 năm. Theo Anani, đây chỉ là khởi đầu của phát hiện lớn bởi chưa thể xác định số lượng quan tài chưa được khai quật trong khu vực. Tại buổi họp báo diễn ra ở chân kim tự tháp bậc thang, Dose, nhà chức trách đã mở ra một trong những quan tài trước mặt các phóng viên để tìm hiểu xác ướp bên trong. Vùng cao nguyên Saqqara chứa ít nhất 11 kim tự tháp, bao gồm kim tự tháp bậc thang cùng với hàng trăm ngôi mộ của các vị quan chức từ vương triều năm 2920-2770 trước công nguyên, tới thời kỳ Coptic là năm 395 cho đến 642. Mustafa Qarizi là tổng thư ký của Hội đồng Cổ vật tối cao, cho biết nghiên cứu ban đầu cho thấy những quan tài trang trí dành cho quan tư tế, trọng thần và tầng lớp quý tộc trong thời kỳ hậu nguyên của Ai Cập cổ đại, năm 664 đến 525 trước công nguyên. Ông cho biết các nhà khảo cổ tìm thấy tổng cộng 28 bức tượng của thần Pasoke và một bức tượng thần Nefertum bằng đồng cao 35cm, điêu khắc đẹp mắt và nạm đá quý. Tên của những người sở hữu là quan tế Bari Amun, được khắc ở chân bức tượng. Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập thông báo phát hiện 13 quan tài đầu tiên vào tháng trước, tất cả đều nằm trong miệng giếng sâu 11 mét. Thưa quý vị, xã hội Việt Nam khá hoang mang và cho biết rằng ma túy ngụy trang trong nước xoài tấn công giới trẻ. Tin từ trang Đại Kỷ Nguyên cho hay, thời gian qua thì ma túy tổng hợp đã núp bóng dưới dạng tem giấy, nấm ma thuật và kẹo, v.v. tấn công giới trẻ, học sinh và sinh viên. Hôm 4 tháng 10, thì cơ quan điều tra công an quận 5 Sài Gòn đang truy xét mở rộng điều tra đường dây buôn bán ma túy ẩn trong gói nước xoài. Trong vụ án, Nguyễn Tiến Đạt, 21 tuổi, quê ở An Giang, hiện đang là sinh viên, đã bị công an khởi tố và thực hiện lệnh bắt giam. Công an phát hiện trong túi áo của Đạt có một gói ni lông, bên ngoài in hình quả xoài với dòng chữ Crispy Fruit Mango. Bên trong chứa chất bột màu vàng. Kết quả giám định là chất bột màu vàng trên khối lượng là khoảng 17 gram, là ma túy ở thể rắn, loại bromazepam. Đạt khai quen với một người tên Thờ qua mạng xã hội, sau đó được Thờ thuê giao hàng với giá 100-200 ngàn một lượt. Và hôm 5 tháng 9 thì Đạt gặp Thờ ở huyện Nhà Bè, Sài Gòn, và được người này đưa 4 gói ma túy đi giao cho khách cho Thờ, thì chỉ định với giá là 2 triệu đồng một gói. Đạt đã giao hết 3 gói, còn một gói đang đi giao cho khách ở một khách sạn trên địa bàn quận 5, thì bị công an kiểm tra và bắt giữ. Thêm một cán bộ công an Cộng sản Việt Nam ở quận 5 thì loại ma túy nước xoài này lần đầu tiên đơn vị phát hiện. Tình trạng tệ nạn xã hội sử dụng ma túy được ghi nhận là gia tăng tại các thành phố lớn của Việt Nam, đang là hồi chuông cảnh báo trước sự đi xuống của đạo đức khi buông thả bản thân của nhiều người dân nói chung và cả giới trẻ nói riêng. Mà nói đây, truyền thông trong nước dẫn tin từ ông Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, tại hội nghị đánh giá thực hiện chương trình thành phố 4 An của Đà Nẵng hôm 25 tháng 9, tính từ cuối năm 2000 đến nay, số người nghiện ma túy ở thành phố này đã tăng từ 200 người đến hơn 3.900 người, tức tăng 19.8 lần, tương ứng trung bình mỗi năm tăng 10%. Cũng từ năm 2000 thì giới hữu trách thống kê đến nay có 1.750 vụ, với 2.800 người phạm tội có liên quan đến ma túy, trung bình một năm có 88 vụ, 142 người phạm tội, trong đó đã có 3 vụ giết người, 1 vụ chống người thi hành công vụ. Bản tin cuối cùng Việt Nam cho hay đa số người dân đồng ý nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Có 82-97 cử tri của các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đồng ý phương án sáp nhập. Hơn 20% cử tri quận 2 không muốn lấy tên thành phố Thủ Đức. Ngày 4 tháng 10, thì Ủy ban Nhân dân quận 2 cho biết trong tổng số hơn 72.500 người đi bỏ phiếu về nội dung sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức vào hôm, có 82 số cử tri đồng ý và 15 cử tri không đồng ý, 142 ý kiến khác.
Quận 9 thì có hơn 142.000 người bỏ phiếu, trong đó thì có 97% cử tri đồng ý, 2.29% cử tri không đồng ý và 152 ý kiến khác. Quận Thủ Đức thì có 197.000 cử tri đi bỏ phiếu, gần 98% người đồng ý sáp nhập, 2% còn lại không đồng ý và có ý kiến khác. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn thì nếu có trên 50% tổng số cử tri ở phường tán thành, Hội đồng Nhân dân các cấp liên quan thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp. Hội đồng Nhân dân Sài Gòn họp cho ý kiến vào ngày 12 tháng 10. Ủy ban Nhân dân Sài Gòn trình đề án lên Bộ Nội vụ trước ngày 25 tháng 10. Thưa quý vị, những con số mà nói là đi bầu cử tri bỏ phiếu, nghe thấy nó oai quý vị ha, quá nhiều ngàn người luôn, mấy chục ngàn người luôn. Nhưng mà có được nhận cái kết quả như mà người ta mong muốn, cử tri mong muốn hay không lại là một chuyện khác nha quý vị. Những bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong ngày hôm nay. Khánh Linh xin cảm ơn quý vị đã yêu thương và ủng hộ những chương trình mà Khánh Linh làm trong suốt thời gian qua trên kênh MC Khánh Linh USA. Xin chúc quý vị một ngày đi làm thật là vui vẻ, nhiều niềm vui và tối nay về ăn tối thật là ngon quý vị nhé. Và đừng quên tiếp tục tương tác với MC Khánh Linh qua trang Facebook MC Khánh Linh USA. Và đừng quên subscribe, đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi tin tức cập nhật mới nhé. Và đừng quên nếu chúng ta sẽ đi bầu cử sớm hơn thì chúng ta hãy lên ở cái video mà Khánh Linh đã hướng dẫn quý vị làm sao để tìm được cái nơi nào mà chúng ta có thể đi bầu trước. Để đến cái ngày 30 tháng 11 thì chúng ta không phải đứng đợi chờ lâu hay chúng ta phải chen lấn trong cái cơn đại dịch này nha quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.